Chào các sếp, tháng vừa rồi doanh số của sếp Tuấn rất là cao và chúng ta cùng nhau hoan nghênh sếp. Bây giờ có hai dự án, ai sẽ đảm nhiệm lần này? Em sẽ đảm nhiệm hai dự án lần này. Em tự tin chứ? Em tự tin. Ok, vậy em nhận đi. Chủ tịch, em đã báo cáo. Cả hai dự án đều thất bại. Vì sao vậy Châu? Em xin lỗi ạ. Em là một giám đốc rất xuất sắc, nhưng sống trong một tập thể, em đừng nên tham quá. Có những việc cần phải cho người khác cơ hội nữa. Thế nên lý do vì sao lần này em thất bại, chắc em hiểu rồi. Chị sẽ cho em thêm một cơ hội với những dự án lần sau. Trong kinh doanh hay trong cuộc sống, hãy biết tự lượng sức mình.